Tại với kênh của Phạm Huấn nhá. Đấy các bạn quan sát đây là cái viên kê bê tông. Đây cái con này là con 2025 hay còn gọi là con V2 các bạn nhé. Mình vừa đúc xong đây. Đấy viên này mà đúc ra thì rất là mịn màng và đẹp luôn. Đấy cái này thì mình đúc bằng có cho thêm phụ gia. Đấy mai mình sẽ ra khuôn thử cho anh em và các bạn xem. Số điện thoại của mình đây. Anh em các bạn có nhu cầu về khuôn đúc viên kê và các loại phụ gia cho bê tông thì các bạn có thể liên hệ. Đấy cái này là mình đã cho phụ gia vào rồi. Đấy các bạn quan sát nhé. Đấy mai cái này viên ra rất là bóng mịn và đẹp luôn đấy các bạn ạ. Mình đã cho phụ gia vào rồi. Đây. Đấy. Mình đúc thử mẫu cho các bạn xem. Đấy, đây là mình đúc thử mẫu cho anh em và các bạn xem. Chứ còn xưởng của nhà mình thì đúc thì nó rất là ồn. Đấy các bạn sẽ không nói, các bạn không nghe thấy gì cả. Cho nên là mình phải đúc mẫu riêng như này để cho anh em và các bạn xem nhé. Đấy các bạn thấy không? Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ này.